Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trả lời phỏng vấn Đài Truyền Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Di sản hỗn hợp thế giới Tràng An hội tụ đầy đủ các giá trị thẩm mỹ, địa chất, địa mạo và lịch sử. Trong tiểu mục văn hóa Việt tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam và các nhà sưu tập nước ngoài. Thưa quý vị, trong hai ngày 16 và 17 tháng 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Chủ tịch nước trực tiếp khảo sát 80 km tuyến đường vành đai biên giới đã hoàn thành trên địa bàn hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp. Chủ tịch nước đã tới thăm, nói chuyện với bà con nhân dân và cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng Triềng Khương và Mường Lạn. Đây là những địa bàn vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Sơn La. Chủ tịch nước đặc biệt lo lắng khi biết tỷ lệ hộ nghèo tại đây đang ở mức 40%. Tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn. Tại buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước đề nghị Sơn La cần tiếp tục đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi, tập trung cho công nghiệp chế biến sâu. Bên cạnh đó, tỉnh phải chú trọng đến hạ tầng mềm là hệ thống giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch nước cho biết tới đây Trung ương sẽ rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh dàn trải, chồng chéo, tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu tại các vùng khó, nhất là về giao thông gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước và các thành viên của đoàn công tác đã đến viếng thắp hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Nhà Ngục Sơn La và đến thăm khu di tích lịch sử Nhà Ngục Sơn La. Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2015, phóng viên Đài Truyền Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Hồng Tử Dũng, về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về quan hệ Việt-Trung trong 65 năm qua? Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, 65 năm qua, hai nước Trung Việt luôn duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác. Đây là mong muốn chung của nhân dân hai nước, đồng thời là dòng chảy chính trong mối quan hệ hai bên. Trong quá trình đấu tranh cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau. Trong tình hình mới, với tinh thần của phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hợp tác hai bên trên các lĩnh vực đều đạt được những thành tựu đáng kể. Thông qua đàm phán, vấn đề phân định biên giới trên bộ và trên vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết. Đảng và chính phủ Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, luôn xem đây là mối quan hệ chiến lược, lâu dài, đồng thời đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc với các nước xung quanh. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Kinh tế, thương mại vẫn được xem là lĩnh vực hợp tác đạt được nhiều tiến triển nhất trong quan hệ Việt-Trung. Vậy theo ông, cần phải làm gì để nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này thời gian tới? Nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực này là vấn đề mà cả hai nước đều quan tâm, đồng thời cần sự nỗ lực của cả hai phía. Ví dụ trong lĩnh vực đầu tư, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khuyến khích các địa phương ở khu vực biên giới hai nước căn cứ vào tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới. Để tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, hai nước cũng đã xây dựng khu công nghiệp Long Giang và khu công nghiệp Hải Phòng, Thâm Quyến. Chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy sự phát triển của hai khu công nghiệp này, đồng thời hy vọng Việt Nam sẽ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Về thương mại, thì một vấn đề nổi cộm hiện nay là sự mất cân bằng cán cân thương mại Trung-Việt. Việc Trung Quốc xuất siêu khá lớn không phải là mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi. Chúng tôi hy vọng và ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu cân bằng cán cân thương mại trên cơ sở phát triển bền vững. Giao lưu nhân dân cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Vậy Việt Nam và Trung Quốc sẽ có những hoạt động gì để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước? Xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa hai bên không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể hoàn thành. Có thể nói, hai nước đều rất coi trọng vấn đề này. Hai bên không ngừng đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa hai đảng cũng như giữa các địa phương hai nước nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai bên. Chính phủ Trung Quốc quyết định tiếp tục tăng số lượng học bổng cấp cho sinh viên Việt Nam
để khuyến khích giới trẻ Việt Nam đến Trung Quốc học tập nhiều hơn nữa. Hai bên cũng thống nhất sẽ xây dựng trung tâm văn hóa của nước này ở nước kia. Bên cạnh đó, hai hoạt động Diễn đàn Nhân dân Việt Trung và Liên hoan Thanh niên Việt Trung đã được tổ chức nhiều lần và trở thành một sân chơi giao lưu nhân dân quan trọng giữa hai nước. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam tiếp tục tổ chức những hoạt động này tốt hơn, đặc sắc hơn nữa để góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân và thanh niên hai nước. Xin cảm ơn ông. Ngày 16 tháng 1 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra đối thoại quốc phòng Việt Nam Ấn Độ lần thứ 9. Ngài Sri Mather, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đồng chủ trì đối thoại. Cùng ngày tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ, Ngài Ajit Dovan, Cố vấn An ninh Quốc gia Cộng hòa Ấn Độ đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại buổi tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ngài Ajit Dovan, Cố vấn Quốc gia Cộng hòa Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ của đoàn và cho rằng cơ chế đối thoại quốc phòng đã, đang và sẽ đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ nói chung. Ngài Ajit Dovan khẳng định, Ấn Độ coi quan hệ với Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, đồng thời ủng hộ và tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển. Tại đối thoại quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 9, Ngài Sri Mather, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhất trí cho rằng đối thoại quốc phòng giữa hai nước là hoạt động ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược, góp phần vào việc giữ vững hòa bình ổn định ở khu vực và đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã có bước phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo cán bộ, hợp tác giữa các quân binh chủng và công nghiệp quốc phòng. Cái cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng các thứ trưởng của Việt Nam Ấn Độ được hình thành từ năm 2007, luân phiên hàng năm được tổ chức tại Hà Nội và New Delhi. Cho đến nay thì đã được là lần thứ 8 và càng ngày càng phát huy hiệu quả của nó. Mà cụ thể là cho đến nay giữa Việt Nam và Ấn Độ thì đã có những lĩnh vực hợp tác hết sức toàn diện, càng ngày càng sâu sắc hơn và càng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Hợp tác về quốc phòng trước hết là xây dựng lòng tin sâu sắc, bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ. Và thứ hai là nó mang tính rất toàn diện, từ đào tạo đến trao đổi hợp tác, đến trao đổi đoàn, đến phát triển hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Và như là đối thoại chiến lược năm nay thì hai bên chính thức bắt đầu vào cái giai đoạn mới là giai đoạn hợp tác về công nghệ cao phục vụ cho lĩnh vực quốc phòng. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hợp tác theo các nội dung của bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng đã ký kết, tập trung vào trao đổi chiến lược, chính sách quốc phòng, trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giữa các quân binh chủng, trong đó chú trọng hợp tác về hải quân, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng, công nghệ thông tin. Đồng thời, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực như ASEAN, ARF, ADMM+, cùng nhau triển khai có hiệu quả sáng kiến hành động mìn nhân đạo mà Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc 2 ngày tại Vương quốc Campuchia, sáng ngày 17 tháng 1, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã cùng Phó Thủ tướng Campuchia Sokhang chủ trì lễ khánh thành trường công an hữu nghị Campuchia Việt Nam tại tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía tây nam. Ngôi trường do Bộ Công an Việt Nam viện trợ xây dựng. Trường công an hữu nghị Campuchia Việt Nam có diện tích sử dụng trên 2.000 m² và được khởi công từ tháng 8 năm 2012. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Trường Công an Hữu nghị Campuchia Việt Nam là kết quả sự hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia. Công trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ Nội vụ Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Tiếp tục chương trình với những thông tin về công trình cảng hàng không Phú Cát, tỉnh Bình Định và dự án đưa điện lưới quốc gia ra 5 xã đảo của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã khởi công dự án xây dựng mở rộng khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Phú Cát vào sáng nay. Dự án được đầu tư 500 tỷ đồng, gồm xây dựng mới nhà ga hành khách 2 tầng, mở rộng sân đậu máy bay và bổ sung hệ thống tín hiệu, đèn chiếu sáng phục vụ các chuyến bay đêm. Với dự án này, Cảng hàng không Phú Cát sẽ có năng lực phục vụ 600 khách, công suất đạt 1,5 triệu và có khả năng nâng lên 2,4 triệu hành khách một năm. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2016. Sáng nay tại xã đảo Ngọc Vừng,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức khánh thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra 5 xã đảo huyện Vân Đồn, gồm các xã Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng. Khởi công từ 19 tháng 4 với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành sau 255 ngày đêm nỗ lực thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Việc đưa điện lưới ra các xã đảo có tầm quan trọng đặc biệt là yếu tố then chốt để thực hiện thành công chủ trương xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế, đồng thời là căn cứ vững chắc để bảo vệ an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Trong phần tiếp theo của bản tin, truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho ngư dân Phạm Văn Thời, người quên mình cứu các ngư dân khác bị đắm thuyền trên biển. Trong tiểu mục Văn hóa Việt, các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam và các nhà sưu tập nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý phân bổ kinh phí cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và một số chương trình quan trọng của quốc gia. Cụ thể, Chính phủ sẽ phân bổ 3.000 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn trong chương trình ứng phó biến đổi khí hậu từ các năm trước. Các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn và một số dự án cấp bách khác. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, thẩm định và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các dự án, đơn giá và mức đầu tư của các dự án trồng rừng. Ngoài ra, Thủ tướng cũng vừa quyết định bổ sung hơn 319 tỷ đồng để thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng năm 2014-2015 của 25 tỉnh. Ngày 16 tháng 1, huyện Nghi Xuân và xã Xuân Yên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phạm Văn Thời, người đã dũng cảm quên mình cứu người và tài sản của các ngư dân bị đắm thuyền trên biển. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, nghe tin có thuyền của ngư dân bị lật gần bờ biển thuộc địa phận xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, anh Phạm Văn Thời cùng với các anh Trần Văn Thọ, Trần Văn Hướng và Nguyễn Văn Hiền đều trú tại xã Xuân Yên, đã dùng thuyền bơi ra cứu người bị nạn. Sau khi cứu được hai ngư dân là Trần Văn Thường và Trần Văn Trường đưa vào bờ cấp cứu, bốn người tiếp tục ra cứu những người khác. Tuy nhiên, do sóng to nên thuyền của các anh bị lật, khiến anh Phạm Văn Thời thiệt mạng do đuối sức. Để ghi nhận hành động dũng cảm của anh Thời, Đảng và Nhà nước đã truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phạm Văn Thời. Ngày 17 tháng 1, Quỹ Trái tim Nhân ái báo Hà Nội Mới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cùng đơn vị tài trợ đã trao tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của hai xã Ba Trại và Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội. 50 phần quà gồm nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao cho 30 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Ba Trại và 20 hộ khác của xã Phong Vân, huyện Ba Vì. Đây là hoạt động thường xuyên của Quỹ Trái tim Nhân ái báo Hà Nội Mới nhằm động viên giúp đỡ các gia đình nghèo trên địa bàn các huyện Hà Nội và nhân rộng nghĩa cử tương thân tương ái từ các nhà hảo tâm. Điều đáng nói, các phần quà trong lần trao tặng này do ông Hà Đình Thái, kiều bào Thái Lan hồi hương dành tặng cho các gia đình khó khăn với mong muốn mang tới cho các gia đình một cái Tết đầy đủ, ấm cúng hơn. Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, của Đông Nam Á và thứ 31 của thế giới được UNESCO công nhận bởi cả những giá trị thiên nhiên và văn hóa. Tối ngày 23 tháng 1 tới đây, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ đón bằng của UNESCO cho di sản này. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại giá trị thẩm mỹ, địa chất địa mạo cùng những bằng chứng khảo cổ học về lịch sử tiến hóa của con người mà danh thắng này đang sở hữu qua phóng sự sau đây. Quần thể danh thắng Tràng An trải rộng trên diện tích 12.000 hectare, là khu vực có sự hòa lẫn giữa thiên nhiên và văn hóa. Di sản này bao gồm các vùng được bảo vệ liền kề nhau, là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động. Ấn tượng đậm nhất với du khách về Tràng An chính là vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, được ví như một hạ long trên cạn, mà lại rất đỗi gần gũi bởi những con thuyền nhỏ như thế này. Tôi ấn tượng với sự mây màng ở đây. Núi, sông, hang động kết nối với nhau tạo thành một cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi được đi qua hàng chục hang động với nhiều hình thù. Không thể nói chuyện với chị lái đò, song cô ấy luôn chỉ cho tôi những hình thù đó và tôi cũng hiểu được những gì mà cô ấy muốn nói. Trong quần thể danh thắng Tràng An còn có sự hiện diện hàng trăm ngôi đền, chùa, miếu, phủ, các công trình kiến trúc tôn giáo và tín ngưỡng hiện hữu trong các hoang động.
mái đá hay trên sườn núi đều đồng điệu với thiên nhiên và có kiến trúc mang tính kỹ thuật cao, được xây dựng ở những thời điểm khác nhau. Từ lâu, khu vực này đã được biết đến với vai trò kinh đô của nước Đại Cù Việt ở thế kỷ thứ 10 và là hành cung của nhà Trần chống lại quân Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 12. Có tổng cộng khoảng 40 di tích điểm xuyết quanh những thung lũng đá vôi và dòng Sào Khê thơ mộng. Chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiến hành triển khai xây dựng quy hoạch toàn bộ quy hoạch quần thể danh thắng Tràng An, trong đó với tổng diện tích khoảng trên 12.000 hectare và trên 3.000 hectare là vùng lõi. Tiếp theo thì chúng tôi đã mời các chuyên gia nước ngoài để chúng tôi xây dựng một kế hoạch quản lý và sẽ đệ trình UNESCO trong năm 2015. Cảnh quan tuyệt mỹ bao bọc bởi những dãy núi đá cùng 48 hang động xuyên thủy biến Tràng An trở thành một bảo tàng địa chất ngoài trời vô cùng sống động. Diện tích vùng lõi hơn 5.000 hectare được bảo vệ nghiêm ngặt, còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị khảo cổ học về sự tiến hóa của con người tiền sử cách đây hơn 20.000 năm và những minh chứng đậm nét về một thời kỳ quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Chào mừng quý vị khán giả đến với tiểu mục Văn hóa Việt. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, triển lãm những tác phẩm quan trọng và vô giá của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, triển lãm các tác phẩm quý của các danh họa như là Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân hay Nguyễn Cao Thương đã gây được ấn tượng mạnh cho người xem. Tuy nhiên thì các triển lãm này đều là những sưu tập của các nhà sưu tầm tranh Tira đưa ngược trở từ nước ngoài về Việt Nam để giới thiệu với khán giả Việt. Phòng tranh của ông Tiravanik Theranon tại Bangkok, Thái Lan. Bức tranh bột màu thiếu nữ bên hoa huệ. Bức Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng của Nguyễn Cao Thương. Nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử và nghệ thuật của Việt Nam đang thuộc sở hữu của ông, một kỹ sư viễn thông người Thái Lan từng sống và làm việc ở Việt Nam. Bộ sưu tập của tôi bây giờ thì có hơn 2.000 bức. Thì có ký hùa, có tràn, có phó thảo. Thì có một bộ tranh của Tô Ngọc Vân, cái này 250 cái, thì anh nói ok anh mua hết, mua xong rồi anh nói với Tô Ngọc Thành, nói anh có nữ không? có nữ thì cho anh xem, có nữ có mấy cái, có 160 mấy cái nữa, ok bán cho anh hết đi, 160 cái nữa. Bộ gần 400 bức ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân khi đi sơ tán tại Phú Thọ và Thái Nguyên cho tới những ngày cuối cùng ông ở trong rừng trước khi hy sinh vì bom, giờ thuộc sở hữu của nhà sưu tập tranh người Thái. Chúng tôi đã tìm gặp con trai của họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Tô Ngọc Thành. Ông là người đại diện gia đình quản lý tranh của cố danh họa. Thế chứ không thể là giữ làm gì được. Bởi vì bán đi để lấy tiền in sách cho cụ, bán đi để làm nhiều chuyện cả cho gia đình. Thế cho nên là những bức đẹp tôi vẫn giữ. Thiếu thốn kinh phí, khó khăn trong việc bảo quản là một trong những lý do mà những bức tranh Việt dần trở thành tài sản của các nhà sưu tập nước ngoài. Chỉ trong vòng 3 năm, ông Tira đã sưu tầm hơn 2.000 bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Trong đó, nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động những sự kiện lịch sử, cho thấy một phần di sản quý giá của hội họa kháng chiến. They have the history. Những bức tranh này đều kể về câu chuyện về một thời kỳ chiến tranh của Việt Nam. Khi ấy không có máy ảnh hay thiết bị gì ghi lại những hình ảnh này, nên tôi thấy những tư liệu lịch sử như thế này là rất quý giá. 50 năm sau hay 100 năm sau, khi nhìn lại những bức tranh này, người ta sẽ hiểu một hình ảnh tổng quát về thời kỳ ấy. Nhiều người Việt Nam khi có tiền, họ sẽ mua ô tô đẹp, đồ dùng sang trọng, nhưng lại không chú ý tới những bảo vật quốc gia như thế này. Với mỗi bộ sưu tập tranh, ông Tira thực hiện một cuốn sách giới thiệu các tác giả tác phẩm, trong đó chú thích đầy đủ về thời gian, bối cảnh, thông điệp của tác phẩm. Đó cũng là cách mà ông thể hiện tình yêu với Việt Nam, góp phần quảng bá và giới thiệu nền hội họa của Việt Nam. Thưa quý vị, để tiếp tục cho tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay họa sĩ Lương Xuân Đoàn, ông là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình. Thưa họa sĩ Lương Xuân Đoàn, trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới ông cũng như quý vị khán giả về một trong số rất nhiều những nhà sưu tầm nước ngoài đang sở hữu các bức tranh quý của Việt Nam.
Có thể nói là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam thì lại thường do những nhà sưu tập nước ngoài họ đưa ngược trở lại Việt Nam để triển lãm cho công chúng Việt xem. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều những triển lãm mỹ thuật của Việt Nam thì lại tổ chức ở nước ngoài. Với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Mỹ thuật Việt Nam thì ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Tôi nghĩ cái tấm lòng của ông Tira, nhà sưu tập người Thái Lan, đối với mỹ thuật miền Nam tôi cho là rất đáng quý. Bởi vì thực sự là nếu mà không có ông Tira thì chắc chắn là cái người Việt Nam, công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam cũng không có cơ hội được xem lại những tác phẩm của các cái danh họa Việt Nam trong, tôi cho rằng là trong cái thế hệ vàng của trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương của từ những năm 30 của thế kỷ trước. Thì đấy là cái tôi cho rằng là trong cái xu thế của mỹ thuật Việt Nam đang hội nhập rất nhanh ra thế giới bên ngoài, thì cái việc mà những cái tác phẩm của các danh họa được nhà sưu tập nước ngoài sưu tập và công bố thì cho đến lúc này thì duy nhất có mỗi ông Tira là làm được việc này. Vì ngoài cái việc công bố triển lãm thì ông còn cho in sách, thì cái sự quảng bá nó lại còn cần rộng hơn nữa và lại lưu giữ lại được tất cả những cái gì mà ông giữ gìn ở trong cái bộ sưu tập của mình. Vâng. Đó là việc ông Tira mang các tác phẩm của chúng ta về triển lãm tại Việt Nam. Vậy thì còn việc mà Hội Mỹ thuật tổ chức những cái chương trình hội thảo về mỹ thuật ở nước ngoài thì sao ạ? Nó có cái tác dụng như thế nào ạ? Cái này thì thực ra thì Hội Mỹ thuật này hay là các cái cơ quan quản lý văn hóa của Việt Nam ấy cũng chưa có điều kiện để tổ chức các cái hội thảo về mỹ thuật Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng cái hội thảo về mỹ thuật đổi mới của Việt Nam thì lại được các nhà nghiên cứu, các cái nhà lý luận nghệ thuật của thế giới tổ chức ở Singapore, bởi vì bảo tàng đương đại Singapore lại là nơi lưu giữ nhiều nhất những tác phẩm đặc sắc của hội họa đổi mới Việt Nam. Mà chúng ta chậm chân, chúng ta lại không giữ lại được tất cả những cái tác phẩm đẹp của họa sĩ thời kỳ đổi mới. Đấy, cho nên đây cũng là một cái, nó ngậm ngùi. Chúng ta vừa vui vừa buồn vì vẫn có những người mà trân trọng lưu giữ những tác phẩm. Thế nhưng mà bảo tàng của chúng ta thì lại quá trống vắng những cái tác phẩm đẹp. Vâng. Ít ra là tôi cho là của 2-3 thập niên của thời kỳ đổi mới. Vâng. Như ông nói là chúng ta hiện nay ghi nhận những cái cuộc hồi hương của tranh Việt đúng không ạ? Thế nhưng mà số lượng thì vẫn còn nhỏ lẻ. Vậy thì ông có thể lý giải một chút về điều này được không ạ? Tôi nghĩ rằng là bây giờ để chúng ta có mặt ở các cuộc đấu giá tranh ở nước ngoài không dễ một tí nào. Bởi vì cái điều kiện, ví dụ về kinh phí chẳng hạn, cái tiền cho một nhà sưu tập để chịu đựng nổi những cái cuộc đấu giá tranh ở nước ngoài thì cũng khó khăn vô cùng. Cho nên là gần đây thì ví dụ tôi nghĩ là có anh ông Nguyễn Minh, cũng là một cái người rất trẻ tuổi, thì cũng đã đấu giá thành công và đưa được tranh Việt hồi hương. Ví dụ như tranh của Vũ Cao Đàm, của Lê Thị Liệu, của Mai Trung Thứ, của Lê Phổ chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái điều hết sức là mừng, rất là vui mừng. Bởi vì thực sự là tranh Việt đã đang có một cái cơ duyên để trở lại với người Việt. Vâng, có thể thấy là các họa sĩ của chúng ta cũng như là giới chức trong ngành mỹ thuật cũng đều đang có những cái nỗ lực để đưa tranh Việt trở về với lại công chúng trong nước. Vậy thì quan điểm của ông về cái vấn đề trách nhiệm đối với tài sản văn hóa quốc gia như thế nào ạ? Tôi nghĩ ngoài cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là nhà nước khi mà giao trọng trách cho Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia phải sưu tập những cái tác giả mới, những cái tác phẩm mới chẳng hạn, thì tôi cho rằng là cái quan trọng thứ hai là các cái quỹ phi chính phủ hay quỹ của doanh nghiệp, rồi mới đến các cái tư nhân vào cuộc. Thì tôi cho những cái điều này nó hết sức quan trọng, bởi vì những cái tác phẩm mà xuất sắc ra đời ấy, thì được lưu giữ ngay từ trong nước. Đấy. Chứ còn nếu đã ra nước ngoài thì cái cơ hội quay trở về rất là khó. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây có lẽ đây là một cái thời điểm để các doanh nghiệp Việt Nam vào cuộc và hình thành những cái bộ sưu tập của doanh nghiệp, hình thành những cái bảo tàng tư nhân. Và như vậy thì rõ ràng cái một cái thị trường nội địa lành mạnh và chuyên nghiệp chắc chắn sẽ hình thành. Và cái việc mà công chúng Việt Nam sẽ không còn lo lắng trong cái việc là bây giờ thực sự những tác giả mà họ yêu quý, những tác phẩm mà họ yêu thích thì không còn cái cơ hội nào xem ở trên đất nước của mình. Thì tôi cho đây cũng là cái tín hiệu vui mà tôi hy vọng rằng là thực sự nhà nước cũng sẽ quan tâm đến các cái gọi là những cái chính sách để mà khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam vào cuộc đầu tư cho nghệ thuật và lưu giữ tác phẩm xuất sắc nhất trong những thập niên đầu của thế kỷ 21 này.
Vâng, và đặc biệt là nếu chúng ta có cái sự liên hệ với các cái nhà sưu tập người nước ngoài nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ lưu giữ và có thể là giới thiệu đến công chúng nhiều hơn nữa các tác phẩm tranh, các tác phẩm hội họa mỹ thuật quý giá của Việt Nam. Yeah. Xin cảm ơn họa sĩ Lương Xuân Đoàn đã đến tham gia chương trình. Thưa quý vị khán giả, bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên truy cập website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.